Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Việt Nam tham dự diễn đàn quốc tế nhân đạo lần thứ tư tại Azerbaijan. Cô dâu người Việt tại Hàn Quốc và câu chuyện hòa nhập cộng đồng. Trình chiếu phim chủ quyền biển đảo ở Mỹ nhằm tăng cường sự hiểu biết của sinh viên Việt Kiều và người Mỹ về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 10 tại thành phố Baku, Azerbaijan đã diễn ra diễn đàn quốc tế nhân đạo thường niên lần thứ tư với sự tham dự của 500 đại biểu là các nhà hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, khoa học, truyền thông và văn hóa đến từ 60 quốc gia nhằm thảo luận về hàng loạt các vấn đề toàn cầu. Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận các chủ đề mang tính thời đại như công nghệ sinh học, ảnh hưởng của đa văn hóa đến quá trình phát triển của nhân loại, vai trò của các phương tiện truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số, các vấn đề về môi trường, toàn cầu hóa và những hậu quả của nó. Tại phiên thảo luận, sự thay đổi của truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số, các xu hướng phát triển mới, các đại biểu đã thảo luận các đề tài về báo chí thế kỷ 21 trong bối cảnh đối thoại giữa các nền văn minh và các nền văn hóa. Truyền thông thế giới và sự bùng nổ các mạng xã hội, vai trò của báo chí trong công cuộc tuyên truyền các vấn đề nhân đạo trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Tổng Giám đốc hãng thông tấn Azertac của Azerbaijan đã ký thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Azerbaijan. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài cũng như người nước ngoài muốn học tiếng Việt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa chương trình dạy tiếng Việt trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài theo hai bộ sách giáo khoa Quê Việt dành cho người lớn và Tiếng Việt Vui dành cho trẻ em và thanh thiếu niên trên website www.tiengvietonline.com.vn. Đây là chương trình dạy tiếng Việt trực tuyến thuộc đề án hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Mục đích của chương trình này là nhằm tạo thêm điều kiện thuận lợi để người Việt Nam đang sống ở nước ngoài có thể tự học tiếng Việt. Nội dung của chương trình chủ yếu là các bài học của hai bộ sách Tiếng Việt Vui dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, 6 quyển, và Quê Việt dành cho người lớn, 6 quyển. Phần từ ngữ mới của mỗi bài đều được dịch sang tiếng Anh để người đọc dễ theo dõi nội dung của bài học. Người học có thể tự kiểm tra kết quả luyện tập các kỹ năng nghe, đọc và viết của mình qua so sánh với đáp án của mỗi phần luyện tập. Ngoài ra, người dùng còn có thể tải tất cả các bài học và bài tập của hai bộ sách Tiếng Việt Vui và Quê Việt từ website để làm tài liệu học tập từ trình độ sơ cấp đến trung cấp và nâng cao. Đánh giá cao những cố gắng của Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh, gọi tắt là SVUK, Hội Sinh viên Việt Nam đã chính thức công nhận SVUK là một tổ chức hội trực thuộc. Buổi lễ trao quyết định diễn ra nhân chuyến công tác của Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh rằng quyết định công nhận SVUK không chỉ là niềm vinh dự tự hào của ban chấp hành và các thành viên hiện nay, mà còn của nhiều thế hệ du học sinh Việt Nam tại Anh đã nỗ lực xây dựng SVUK từ buổi đầu thành lập. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định SVUK đã tổ chức thành công nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả, không chỉ hỗ trợ cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Anh, mà còn hướng về nguồn cội bằng tình cảm chân thành nhất. Phó Chủ tịch SVUK Phạm Ngọc Thu Thủy cho biết, trong nhiệm kỳ 2013-2014, SVUK đã thành công với mục tiêu giúp sinh viên tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động cộng đồng. Hơn 60.000 cô dâu Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc, và con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng theo từng năm. Đó là thống kê của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Vậy những cô dâu này đang sống ra sao trong cộng đồng mới? Và những mâu thuẫn giữa gia đình dẫn đến những trường hợp bạo hành đối với các cô dâu Việt tại Hàn Quốc thời gian vừa qua có nguyên nhân từ đâu? Ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại Hàn Quốc về vấn đề này. Miền quê Trang Đông, huyện Trung Piêng, tỉnh Trung Búc, một trong những địa phương có số lượng cô dâu người Việt sinh sống lên tới hàng chục nghìn người. Chị Nguyễn Thị Vân là một cô dâu người Việt đã sinh sống tại đây được 4 năm. Công việc thường ngày của chị chủ yếu là chăm sóc bố mẹ chồng và con cái trong nhà. Điều kiện kinh tế hạn chế, nên hiếm có gia đình nào dám cho con dâu ra ngoài làm việc
vì sợ khi các cô có thu nhập riêng sẽ không tiếp tục sống cùng gia đình. Đó cũng là lý do khiến các cô dâu người Việt hầu hết đều chưa thực sự hòa nhập được với cộng đồng địa phương. Sang đây học thì em chưa biết tiếng nên là bố mẹ chồng em chưa cho đi làm. Trung tâm gia đình đa văn hóa nằm trên địa bàn huyện Trung Piêng. Tại đây những cô dâu nước ngoài, trong đó phần lớn là các cô dâu người Việt, được dạy tiếng Hàn, học cách nấu những món ăn địa phương và tìm hiểu những nét văn hóa cơ bản của người Hàn Quốc. Tuy vậy, do phải chăm lo công việc gia đình, nên chưa có nhiều cô dâu người Việt có điều kiện tham gia những chương trình này. Sự khác biệt về ngôn ngữ cũng như văn hóa thực sự vẫn đang là rào cản chính trong việc hòa nhập cộng đồng của hàng chục nghìn cô dâu người Việt. Cái bất đồng ngôn ngữ ấy, nếu mà giải quyết được ấy thì là giữa cái xung đột giữa mẹ chồng với làng dâu với là hai vợ chồng với nhau thì nó cũng đỡ đi. Tại vì mình ví dụ như mình muốn nói cái này mà không thể mình tả được ấy thì cũng là rất là khó khăn. Hiện trung bình mỗi năm, số lượng cô dâu người Việt tại Hàn Quốc đang đều đặn tăng từ 4 đến 5 nghìn người. Tuy vậy thì trong đó có khoảng 10%, nghĩa là có khoảng trên 6 nghìn gia đình cô dâu người Việt thường xảy ra mâu thuẫn. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc siết chặt hơn nữa các quy định về thời gian học tiếng Hàn và văn hóa Hàn đối với các cô dâu người Việt trước khi sang Hàn Quốc. Khi chênh lệch tuổi tác quá lớn thì sẽ rất khó có gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ siết chặt hơn những quy định về sức khỏe. Những người muốn lấy vợ nước ngoài phải đảm bảo sức khỏe, không để tiếp tục tình trạng một số người có bệnh bẩm sinh thông qua các công ty môi giới để lấy vợ nước ngoài. Phía sau tôi đây là một không gian sinh sống điển hình của các cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc. Khi sang đây thì họ thường phải sống tại những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thậm chí là phải sống với những người chồng lớn tuổi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, thì những mâu thuẫn gia đình lại không bắt nguồn từ những khó khăn từ cuộc sống, cũng như sự chênh lệch về tuổi tác, mà chủ yếu bắt nguồn từ sự bất đồng về ngôn ngữ và văn hóa. Vì vậy, rõ ràng thì việc chuẩn bị những hiểu biết về văn hóa cũng như một nền tảng ngôn ngữ vững chắc là điều rất cần thiết cho những cô dâu Việt muốn sang Hàn Quốc sinh sống. Ngày 3 tháng 10, tại diễn đàn mở 2014 được tổ chức tại trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Đại sứ Nguyễn Trung Thành, trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên Hiệp Quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ, đã có bài thuyết trình về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam trong thương mại quốc tế, thời cơ và thách thức, đặc biệt là những cơ hội cho các nhà đầu tư từ Liên minh châu Âu-EU tại Việt Nam. Trong bài thuyết trình, Đại sứ Nguyễn Trung Thành đã nhấn mạnh đến vai trò của thương mại quốc tế trong thành công của kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây. Trước bối cảnh đất nước tăng tốc trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường hiện đại hơn và hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Theo Đại sứ Nguyễn Trung Thành, trong tương lai, Việt Nam cần phải mở rộng các cuộc thương thảo hợp đồng, đàm phán các thỏa thuận thương mại song phương nhằm thúc đẩy thương mại. Viettravel là công ty du lịch duy nhất của Việt Nam được báo TTG Asia, tờ báo chuyên về ngành kinh doanh lữ hành hàng đầu khu vực châu Á, Thái Bình Dương, vừa trao tặng thưởng Travel Award 2014 tại lễ trao giải ở Bangkok, Thái Lan. Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp Viettravel đạt giải thưởng này. Kết quả dựa theo những đánh giá từ các hoạt động hiệu quả của công ty trong thời gian qua. Mặc dù bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng, nhưng với sự linh hoạt không ngừng đổi mới trong chiến lược kinh doanh trong những năm vừa qua, Viettravel đã liên tục hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổng kết 9 tháng đầu năm 2014, Viettravel đạt 457.000 lượt khách và 3.500 tỷ đồng doanh thu, tăng 25% so với cùng kỳ. Theo tin của Hội Văn hóa Giáo dục Việt Nam tại Mỹ, từ ngày 3 đến ngày 18 tháng 10, Hội Văn hóa Giáo dục Việt Nam tại Mỹ phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức đợt chiếu phim tài liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam mang tên Đối diện với biển cả tại 15 trường đại học của Mỹ. Các bộ phim liên quan đến chủ quyền biển đảo được trình chiếu gồm Những câu chuyện nhỏ trên biển lớn của đạo diễn Phan Huyền Thư, Chạm tới biển của hai đạo diễn Lê Ngọc Thanh, Lê Đức Hải, Hải thương Việt Nam thế kỷ 17-18 do tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn thuyết trình. Ngoài những bộ phim về chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, câu chuyện xúc động của nữ nhà báo người Mỹ với những ký ức khi chụp ảnh cố đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng sẽ được gửi đến sinh viên và công chúng nước Mỹ. Bộ phim Tướng Giáp của đạo diễn Trần Thùy Dương được xây dựng trên cơ sở những bức ảnh của phóng viên Mỹ Catherine Cano và những câu chuyện xúc động về mối quan hệ thân tình với cố đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như với gia đình ông nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là bộ phim đầu tiên về cố đại tướng Võ Nguyên Giáp được trình chiếu tại Mỹ.
các bộ phim được công chiếu nhằm tăng cường sự hiểu biết của sinh viên Việt Kiều, người Mỹ và truyền thông Mỹ về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đã tròn một năm kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam ra đi về cõi Vĩnh Hằng, ngày 4 tháng 10 năm 2013, ngày 4 tháng 10 2014. Cho đến hôm nay, người dân Việt Nam nói chung và người dân Quảng Bình nói riêng vẫn không nguôi nhớ về Đại tướng với tấm lòng thành kính thiêng liêng. Đã tròn một năm, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ Quảng Bình. Vùng chùa Đạo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng. Nằm trên tuyến đường thiên lý Bắc Nam, mỗi ngày nơi đây đón hàng ngàn lượt người từ mọi miền Tổ quốc đến thăm viếng dân hương, tỏ lòng thành kính, thiêng liêng, sự tri ân, cảm phục về một vị tướng lừng danh, một nhà quân sự thiên tài, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách đây một năm khi Đại tướng ra đi, thì tôi cũng đã được đến viếng tại căn nhà 30 Hoàng Diệu. Và lần này lần thứ hai, gia đình tôi đã đến đây. Và cũng lần nào cũng vậy, khi có dịp đi qua Quảng Bình, thì gia đình tôi đều đến để ghé thăm Đại tướng, có vị như là có công rất lớn đối với cả nền độc lập của chúng ta. Căn nhà lưu niệm ở làng An Xá, nơi gắn liền với tuổi thơ của Đại tướng, thường xuyên có sự có mặt của những đoàn viên thanh niên xã Lộc Thủy. Đến thắp hương lên bàn thờ Đại tướng, dọn dẹp vệ sinh khu nhà lưu niệm, nghe kể lại những câu chuyện về Đại tướng, đó là những hoạt động được thế hệ trẻ quê hương tổ chức thường xuyên, như là một cách để tưởng nhớ và tri ân người. Bao giờ cũng thế, dù ở đâu làm gì, Đại tướng vẫn luôn dành cho quê hương tình cảm sâu sắc nhất. Đại tướng căn dặn nhân dân phải đoàn kết, quê hương Lệ Thủy muốn giàu mạnh phải hăng say lao động sản xuất. Nhớ lời Đại tướng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy nguyện ra sức phấn đấu, thi đua, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng quê hương. Thấm nhuần cái lời dạy của Đại tướng, trong những năm qua, Đảng bộ Lệ Thủy cùng với nhân dân Lệ Thủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và ra sức phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy mà đời sống kinh tế, vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đại tướng ra đi để lại bao niềm tiếc thương vô hạn cho nhân dân, cho Tổ quốc. Với người dân huyện Lệ Thủy, họ càng thấm sâu tình cảm và công lao của Đại tướng đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương. Từ khi Đại tướng mất, gia đình ông Trần Hữu Hùng ở thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy đã lập bàn thờ thắp hương tưởng nhớ công ơn to lớn của Đại tướng. Một năm ngày mất của Đại tướng, hai ông bà cũng đã chuẩn bị một mâm cơm cúng như đúng tục lệ của địa phương. Thì gần ngày của bác rồi thì tôi không có gì mà đền ơn cho bác. Thì tôi làm một bàn cơm, thì mua là hương giấy cúng cho bác để nhớ ngày của bác. Tôi nói về con về cháu đến nhớ ngày của bác mà thắp hương cho bác. Là một nhà quân sự, nhà chính trị, nhà ngoại giao lớn được nhân dân cả nước và thế giới ngưỡng mộ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành một tượng đài bất tử trong lòng nhân dân. Tấm gương về nhân cách, đạo đức của Đại tướng luôn sống mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Đại tướng đã và vẫn luôn là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Vâng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn mãi là điểm tựa tinh thần của người dân Việt Nam, là nguồn sức mạnh đưa cả dân tộc xích chặt lại gần nhau hơn. Ông sống mãi trong trái tim của chúng ta. Và bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại trên địa chỉ website vtv4.vn hoặc địa chỉ YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.